toàn cảnh giao dịch thị trường tôm ngày 13 tháng 8 năm 2024, giao dịch tôm thẻ nguyên liệu về các nhà máy lớn vẫn duy trì được nhiệt độ tương đối ổn định. Tại Sóc Trăng, giá tôm thẻ tươi cỡ 50 con 1 kg tại các nhà máy trên tăng từ 103 đến 127.000 đồng 1 kg lên mức 103 đến 128.000 đồng 1 kg. Đối với thẻ ngâm, giá tôm cỡ 50 con 1 kg tăng từ 92 đến 102 000 đồng 1 kg lên mức 92 đến 105 000 đồng 1 kg, đạt kháng sinh, tại Cà Mau. Nhà máy cây tăng giá 1.000 đồng 1 kg với tôm thẻ tươi cỡ 30 đến 50 con 1 kg. Giá tôm thẻ tươi cỡ 50 con 1 kg tại các nhà máy ở Cà Mau hiện ở mức 102 đến 106.000 đồng 1 kg, đạt kháng sinh giá tôm thẻ ngâm cỡ 50 con 1 kg tạm chững ở mức 91 đến 94 000 đồng 1 kg, đạt kháng sinh, giá tôm thẻ nguyên liệu tại các nhà máy gia công cho Trung Quốc, đối với tôm thẻ tươi, tôm ao bạc cỡ 100 con 1 kg tại các nhà máy Hoa, Minh Hiếu, Châu Bá Thảo, Thuận Đức. Ở mức 88 đến 92 000 đồng 1 kg. Trong khi đó, giá tôm ao đất cỡ 100 con 1 kg tại các nhà máy Minh Phát, Cẩm Vui, Tiến Hưng ở mức 66 đến 70.000 đồng 1 kg, không kiểm tra kháng sinh, giao dịch tại đầm tôm thẻ ướp đá, giá mua tôm thẻ ướp đá tại Sóc Trăng, Cà Mau, Bạc Liêu cụ thể, cỡ 30 con 1 kg hiện ở mức 127 đến 129.000 đồng 1 kg. Cỡ 50 con 1 kg đạt 101 đến 103.000 đồng 1 kg, cỡ 80 con 1 kg đạt mức giá 90.000 đến 92.000 đồng 1 kg giao dịch tại đầm tôm thẻ oxy, giá mua tôm thẻ oxy tại đầm các tỉnh Bạc Liêu, Trà Vinh, Bến Tre như sau cỡ 20 con 1 kg hiện ở mức 165 đến 170 000 đồng 1 kg, cỡ 30 con 1 kg đạt 128 đến 130 000 đồng 1 kg, cỡ 50 con 1 kg đạt mức giá 105 đến 110 000 đồng 1 kg, thị trường tôm xuống nguyên liệu tại đồng bằng sông Cửu Long. Giá tôm sú ướp đá tại đầm các tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau như sau, cỡ 20 con 1 kg ở mức 175.000 đồng 1 kg, cỡ 30 con 1 kg ở mức 137 đến 140.000 đồng 1 kg, cỡ 40 con 1 kg ở mức 117 đến 120.000 đồng 1 kg, cỡ 50 con 1 kg ở mức 108 đến 115.000 đồng 1 kg. Giá tôm sú oxy tại đầm các tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau giá các cỡ lớn đã tăng nhẹ 5.000 đồng 1 kg so với cuối tuần trước. Trong đó, cỡ 20 con ở mức 250-260.000 đồng 1 kg, cỡ 30 con 1 kg ở mức 170-180.000 đồng 1 kg, tôm đều cỡ tại các đầm ở Cà Mau, Bạc Liêu, cỡ 40 con 1 kg ở mức 130.000 đồng 1 kg.